những cú đập sấm sét, những cú nã Đại Bác kinh hoàng sau vạch 3 mét, những pha dội bom như tuyển thủ nam, cơn ác mộng khiến người Thái bắt phải đi xét nghiệm giới tính. Đó là những gì mà báo chí và truyền thông của Việt Nam nói riêng, cũng như Đông Nam Á nói chung mô tả về một tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sau trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 31. Vâng, nhân vật mà chúng tôi nhắc đến ở đây không ai khác chính là Nguyễn Thị Bích Tuyền, khủng long mới của bóng chuyền Việt Nam, người khơi dậy lại những ký ức kinh hoàng cho bóng chuyền Đông Nam Á về búa máy Bùi Thị Huệ. Trong số thứ 2 của Profile SEA Games 32 này, hãy cùng Nextport tìm hiểu về Tuyền Milo nhé! Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan bước vào set đấu thứ 4. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng tung Bích Tuyền vào sân thi đấu khi tỷ số lúc đó đang là 2-1 nghiêng về phía Thái Lan. Và đây cũng chính là cánh cửa để cô gái Vĩnh Long bước ra ánh sáng. Ngay khi set đấu vừa diễn ra, Bích Tuyền khiến cả cầu trường nhà thi đấu Đại Yên bùng nổ bởi một cú đập sấm sét. Ngay cả những khán giả xem qua truyền hình cũng nghe rõ một một tiếng đập bóng của Tuyền. Liên tiếp sau đó là những tình huống ghi điểm siêu lực sau vạch 3 mét, khiến chính các cổ động viên Thái Lan trên khán đài cũng tự hỏi Việt Nam có gian lận khi cho con trai vào thi đấu. Dù không thể giành được chiến thắng chung cuộc, nhưng những gì mà Tuyền Milo thể hiện khi đó đã gây ấn tượng sâu sắc tới khán giả, đến mức mà sau khi trận đấu khép lại, cổ động viên và báo chí Thái Lan đã yêu cầu ban tổ chức phải kiểm tra lại giới tính bởi ngoại hình tương đối giống nam giới và lực đập khủng khiếp của Bích Tuyền. Thậm chí là một phóng viên người Thái Lan đã sử dụng từ men like trong bài viết của mình nhằm hàm ý ám chỉ cô giống như đàn ông giả nữ. Dẫu vậy, ngay sau đó, tất cả đã phải đăng đàn công khai xin lỗi về sự cố này. Cô gái khiến người Thái phải chao đảo này sinh ngày 22 tháng 5 năm 2000 tại tỉnh Vĩnh Long, sở hữu chiều cao lên tới 1m88 với tầm bật đà 3m12, bật chắn 2m86. Hiện cô đang thi đấu cho câu lạc bộ Ninh Bình Liên Việt Postbank. Tuyền Milo có thể chơi tốt ở cả vị trí đối chuyền lẫn chủ công, với điểm mạnh là những cú đập búa bổ sau vạch 3 mét. Mặc dù SEA Games 31 là cột mốc để cái tên Bích Tuyền bước ra ánh sáng, nhưng đối với những ai theo dõi bóng chuyền Việt Nam trong thời gian dài thì cái tên này hẳn đã không còn quá xa lạ. Năm 2017, khi chỉ mới 17 tuổi, Bích Tuyền đã được đôn lên thi đấu ở đội 1 truyền hình Vĩnh Long. Ngay thời điểm này, những ưu điểm của Bích Tuyền đã dần được bộc lộ. Sở hữu chiều cao lên tới 1m85, khả năng bật đà lên tới 3m12 và những cú đập trời giáng sau vạch 3m chính là điểm mạnh của cô gái người Vĩnh Long này. Ngoài ra, việc thích uống sữa Milo chính là cột mốc nickname Tuyền Milo ra đời. Năm 2022, truyền hình Vĩnh Long giải thể và chuyển giao thành Ninh Bình Doveco, Bích Tuyền cũng khoác lên mình màu áo mới. Và đây cũng là lúc sự nghiệp của cô dần có sự thăng hoa. Ngay trong mùa giải đầu tiên cùng với đội bóng này, cô đã giúp đội bóng lọt vào tới bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Cầu thủ sinh năm 2000 sau đó cũng cùng đồng đội giành hạng 3 chung cuộc giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm đó. Bích Tuyền đã tạo nên một kỷ lục thế giới, trở thành vận động viên bóng chuyền ghi nhiều điểm nhất trong một trận đấu với 61 điểm trong cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh. Số điểm cô ghi được vượt qua kỷ lục 59 điểm mà vận động viên người Cuba Leonardo Leiva tạo nên ở trận đấu giữa Samsung Blue Feng của Hàn Quốc với Osaka Blazer Sakai của Nhật Bản vào năm 2013. Tuy nhiên, kỷ lục của Bích Tuyền không được công nhận vì hai lý do. Thứ nhất, giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam chưa phải là giải league. Thứ hai, giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam không thuộc Liên đoàn bóng chuyền quốc tế FIVB. Nhưng thành tích này cũng cho thấy khả năng tấn công xuất sắc như thế nào của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Bước sang năm 2022, sự nghiệp của Bích Tuyền càng trở nên rực rỡ. Cô tiếp tục cùng các đồng đội lọt vào bán kết giải vô địch quốc gia và giúp Ninh Bình Doveco giành hạng 3 chung cuộc tại Cúp Hoa Lư 2022. Tài năng của cô đã thuyết phục được huấn luyện viên Thái Thanh Tùng triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần đầu tiên trong sự nghiệp tại SEA Games 31. Không chỉ trong trận đấu với Thái Lan, Bích Tuyền đã gây ấn tượng từ trận đấu với Malaysia. Trước một đội bóng còn non trẻ và tương đối yếu ớt, cô và Thanh Thúy đã thay nhau ghi điểm, khiến đội bạn chịu thua 3 set trắng với tỷ số lần lượt là 25-12, 25-9, 25-10. Bản thân Bích Tuyền đã thể hiện khả năng tấn công sau vạch 3m hết sức ấn tượng, khiến hàng thủ của đối phương liên tục chao đảo và vất vả chống đỡ. Bước sang năm 2023, Bích Tuyền từ một tài năng trẻ ngày nào, giờ đây đã trưởng thành vượt bậc. Cô đã được huấn luyện viên Thái Thanh Tùng trao băng thủ quân tại đội Ninh Bình Liên Việt Postbank. Mặc dù trong đội có rất nhiều vận động viên lớn tuổi hơn cô như Nguyễn Thị Hoài My, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh hay Đình Thị Thúy. Tại Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023,
Bích Tuyền và các đồng đội đã có một giải đấu tốt trên sân nhà và giành hạng 3 chung cuộc. Cũng tại giải đấu này, Bích Tuyền đã để lại một hình ảnh cực kỳ đáng nhớ, đó là cú đập bóng sấm sét trúng đầu Đàm Thị Thùy Linh của Bộ Tư lệnh Thông tin, khiến libero này choáng và phải rời sân ngay sau đó. Cú đập này đã cho thấy lực đập của vận động viên sinh năm 2000 khủng khiếp tới mức nào. Bước sang giải bóng chuyền vô địch quốc gia và Cúp Hùng Vương 2023, Bích Tuyền tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của mình tại giải đấu khi trở thành vận động viên ghi nhiều điểm nhất tại Cúp Hùng Vương với tổng cộng 62 điểm trong 2 trận đấu, bỏ xa người xếp thứ 2 là chủ công Nguyễn Thị Phương của Bộ Tư lệnh Thông tin lên tới 19 điểm. Dẫu vậy, giải đấu trên đất Phú Thọ lại là một ký ức buồn với đối chuyền sinh năm 2000 này. Trong trận chung kết Cúp Hùng Vương, khi tỷ số đang là 2-3, 2-4 nghiêng về các cô gái hóa chất Đức Giang, trọng tài đã nhận định sai tình huống bóng chạm tay chắn của Bích Tuyền, dẫn đến Ninh Bình Liên Việt Postbank mất cơ hội có thể gỡ hòa và kéo dài trận đấu tới các set tiếp theo. Cùng với đó là chức vô địch đã thuộc về hóa chất Đức Giang. Ngay sau tình huống này, Bích Tuyền đã tỏ rõ sự bực tức đối với công tác trọng tài của trận đấu. Không một ai theo dõi trận đấu có thể quên được những phản ứng của cô sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Cùng với hình ảnh những giọt nước mắt của Hoài My hay Thanh Thúy, một giải đấu mà Ninh Bình Liên Việt Postbank đã chơi rất tốt, rất ổn định nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để họ có lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại giải đấu có lịch sử gần 20 năm này. Nhưng dù không giành được ngôi vô địch đi chăng nữa, người hâm mộ không thể nào quên được những dấu ấn của Bích Tuyền tại giải đấu này. Cô đã được an ủi bằng danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất dành cho nữ, xứng đáng với những gì Bích Tuyền đã thể hiện tại Cúp Hùng Vương 2023. Không chỉ ở trong nước, đẳng cấp của Bích Tuyền thậm chí đã lan sang cả những nền bóng chuyền mạnh trên thế giới. Cô đã từng được đội bóng chuyền trường Đại học Oregon của Mỹ mời sang thi đấu. Đích thân huấn luyện viên trưởng của đội bóng đã gửi email giới thiệu sơ bộ về đội, cũng như những thành tựu đội này đạt được để thuyết phục Bích Tuyền. Trường Đại học Oregon còn đề nghị tặng học bổng trị giá khoảng 200.000 USD cho Bích Tuyền. Trong khoảng thời gian theo học, cô sẽ tham gia đội bóng chuyền nữ của trường, thi đấu tại NCAA, một giải đấu danh tiếng do Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức. Dẫu vậy, vì nhiều lý do khác nhau, Bích Tuyền đã không thể chấp nhận được lời đề nghị này. Đây là điều khá đáng tiếc cho cô gái sinh năm 2000 nói chung và bóng chuyền Việt Nam nói riêng. Bởi nếu như được rèn luyện ở môi trường đỉnh cao là Mỹ, đẳng cấp của cô gái người Vĩnh Long chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Bên cạnh đó, huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền Úc cũng cực kỳ ấn tượng về tài năng của Bích Tuyền. Sau trận giao hữu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Úc và Ninh Bình Doveco, vị huấn luyện viên này nói, cô ấy là một cầu thủ xuất sắc, chiều cao, sức mạnh và những cú đập bóng của cô ấy. Phải nói Tuyền là một cầu thủ thuộc đẳng cấp thế giới. Trước kia chúng tôi chưa từng biết tới cô ấy, chỉ nghe qua một số người thôi. Nhưng được đối đầu với Tuyền là một trải nghiệm quý giá cho đội bóng chuyền của chúng tôi. Tuy thi đấu xuất sắc là như vậy, song Bích Tuyền vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện. Điểm yếu lớn nhất của Bích Tuyền là không phòng ngự, khả năng đỡ bước một và chuyền bóng của Tuyền vẫn còn hạn chế. Mặc dù vậy, cô gái người Vĩnh Long đang cố gắng cải thiện từng ngày những kỹ năng của mình. Tại SEA Games 32 tới đây, Bích Tuyền và Thanh Thúy được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sở hữu khẩu pháo hai nòng, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có thể giành chiếc huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Hãy cùng chờ đón màn thể hiện của Bích Tuyền tại giải đấu sắp tới nhé! Đừng quên like và follow kênh fanpage, YouTube, TikTok của Nextsport để cập nhật những thông tin về SEA Games 32 tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo!